Vâng, cái ruộng thuê nhà họ ấy 2 triệu ấy, giờ chẳng biết gì thu. Thank you.
dao chủ yếu chỉ đi mua hết. Đéo là vừa hết mất một tô. Cho ăn nó tất cho ăn nó.
dốc trong nó đỏ. Đang định mua này vì muối nó khắc ăn. Ăn được hết chứ. Này muối sồi nó ăn mà. Nó khắc ăn
thì...